Anh mới nghe tin, cho nên anh tới đây chia buồn. Cảm ơn anh. Thôi thôi anh ngồi nói chuyện với chị Thanh đi. Tôi ra mua đồ chút nha. Mọi chuyện giải quyết sao rồi em? Cũng chưa xong. Thật ra đây là chuyện xua rủi thôi. Nó cũng đã xảy ra rồi. Em cũng đừng có buồn mà, ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn nếu như mà có gì đó cần á thì cứ nói với Ngôn, Ngôn sẽ giúp mà. Chuyện dính dáng tới chính quyền thì có chị Hương với anh Tâm lo phụ rồi. Nhưng mà còn Thanh, rồi còn... Tôi bình thường, tôi không sao hết á. Anh về đi. Mặc công ba má anh la lối ôm sầm, nhà tôi đã đủ phiền phức lắm rồi. Tôi xin anh đi về đi. Anh đi về đi. Thanh, anh biết á là trước đây má của anh cư xử không phải gì qua, không phải với Thanh, nhưng anh khác. Tin anh đi. Tôi đâu có quyền gì mà trách má anh đâu. Tại vì nhà tôi không ra gì hết. Với lại tụi mình cũng làm chuyện dại dột, cũng làm chuyện có lỗi mà, đâu thể trách má anh được. Anh không quan tâm tới chuyện đó. Và ba má của anh có ngăn cản cái đám cưới đó cũng được nữa. Nhưng mà tin anh đi, anh sẽ lo cho Thanh, rồi lo cho đứa con nữa. Làm ơn mà. Thanh ơi, Thanh tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa hết. Anh đi về đi.